Hello anh em nha, lại là em đi xe đây. Hôm nay về được mấy con này, con CB300 này. Bên trong này có gì beo. Gì beo thì bên em còn đủ màu hết nhá, màu đen, màu đỏ, màu xám, màu vàng cát nữa kìa. Đó. Ok, ngoài này còn con GZ nữa. Thì vẫn như mọi khi quay mấy con xe mới về cho anh em tham khảo nhá. Này về là con GZ đi 2000 cây biển Sài Gòn. Con này như mới rồi anh em ạ. Quay anh em nhìn công tắc cùm kia kìa. Cực kỳ đẹp luôn, vừa về xong. Lốc máy này. Đó, ok kìa. Chỉ có 2000 cây à. Đây là mới lắm. Xe chưa tăng sen luôn nha. Bát tăng sen. Lốc này, màu xanh luôn. Nói chung là con này không có chê được cái gì hết. Xe mới bây giờ nó dao động tầm khoảng 78 triệu nếu mà ra biển Sài Gòn. Quá rồi. Xe mới thì ra giấy bây giờ nó dao động tầm khoảng 78 triệu nếu mà ra biển Sài Gòn. Đó. Em nào ở hộ khẩu Sài Gòn về ra tên cực rẻ nhá. Con này mới quá. Em đang bán con này là 63 triệu 500 nha. Đi 2000 cây. Còn anh em nào muốn mới hơn chút thì cũng được. Trong nhà em còn một con đây cả đẹp này, mới đi công chứng về này. Trong nhà em còn một con đi 900 cây nữa. 63 triệu 500 nha. Em còn 900 cây trong này nữa. Để cho anh em coi. Đây, CB300. Để tạm ở đây đi. Xe 2020 đi 5000 cây. Yên đã được bọc lại rồi, yên zin còn. Đồ chơi thì có như nâng ghi đông này, bát điện thoại này, đèn tun chống đổ phun thân máy luôn. 5600. Tiếp theo này, Beo 300 2020 màu đỏ này, màu đỏ cũng hiếm lắm này. Hầu như là toàn màu đen với cả cái màu vàng cát kia kìa. Màu đỏ là ít này. Con này là 2020 đi không biết được mấy ngàn nữa, hình như là 9000 sao. Biển số Sài Gòn luôn nha. 9500. Cho xem cục máy này, đẹp chưa? Ốc này, quay chi tiết cho mấy anh em ở xa coi. Đăng ký 2020 92 triệu. Rồi. Hiện tại thì bên em còn rất nhiều mô tô khác nha anh em. Con GZ này em bữa quay rồi này, báo lại cho anh em. Con này là đăng ký tháng 4 2021, đi 900 cây, giá là cũng bằng con kia luôn. Rồi. 63 triệu 500 cũng biển Sài Gòn luôn. Đó, ok. Đó, rồi mấy con xe mới về có quay báo giá chi tiết. Anh em nào vẫn còn thắc mắc thì gọi vào số điện thoại 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Vĩ An, Bình Dương nha anh em.
thì clip chắc xin dừng ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã coi cuối clip nhá.